À, con kính đánh lễ sư ạ. Em mời Phật. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính đảnh lễ sư. À, chào các vị. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, đặc biệt cái đường internet hôm nay hình như hơi chậm do vậy rồi. Tôi vào trễ vài phút. Thưa các vị, chúng ta bắt đầu là buổi học. Bài học ngày hôm nay, chúng ta học tiếp về cái sở hữu bất thiện. Do vì cái đường truyền ngày hôm nay nó hơi đường truyền ngày hôm nay tương đối là yếu đó, cho nên trong khi tôi nói hay là tôi share bài giảng mà các vị không thấy thì hoan hỷ các vị báo họ cho tôi biết. Vừa rồi đó thì chúng ta đã học xong cái phần cái si phần và tham phần. Si phần là phần này. Dạ, tham phần và phần này. Hôm nay chúng ta học cái phần kế tiếp gọi là sân phần. Trong sân phần này đó thì có bốn cái đặc tính hay là gọi là bốn cái sở hữu. Gọi là sân, tật, lẫn, hối. Các vị hoan hỷ chờ tôi chút. Tôi không biết rằng là ngày hôm nay sư Hạnh Tuệ đang tìm sư Hạnh Tuệ. Hình như ngày hôm nay là sư Hạnh Tuệ do sư quản cái lớp Bali thì phải, cho nên sư không có. Dạ, con không thấy sư Hạnh Tuệ ở trên danh sách ạ. Dạ. Hôm nay chúng ta học về sân phần. Sân phần gồm có sân, tật, lẫn, hối. Tôi biết là bốn cái sở hữu này thuộc về sân và sân phần ở đây. Dạ, cái nhóm này là sân phần. Đúng, sân phần. Sân, tật, lận, hối. Khi mà học các cái đặc tính của tâm hay là cái sở hữu tâm thì rất là cần thiết để các vị học viên nên thuộc lòng. Ví dụ giống như là chúng ta có cái bốn cái sở hữu gọi là bất thiện biến thành này là si phần á, thì gồm có si, vô tàm, vô úy và phóng dật. Rồi cái nhóm tham phần thì gồm có tham, tật, kiến, ngã mạn. Nhóm sân phần thì gồm có sân, tật,
lặng thôi. Hôm trước khi học về tâm á, thì chúng ta có nói về cái sân, và đã các vị đã ghi chép về cái bốn cái ý nghĩa thực tính của sân. Thật ra đó thì tâm á, thì chỉ có một cái chức năng, đó là cái biết cảnh thôi. Sở dĩ mà được gọi là cái tâm sân á, là do vì ở trong cái tâm đó nó có cái sở hữu sân. Thì hội sở hữu, trong cái sở hữu sân, cái đặc tính sân này đó, thì chúng ta có đề cập khi mà học về tâm. Sân đó là cái thái độ bất mãn, không ưa thích cái đối tượng cảnh. Hay nói một cách khác đó, tức là cái gì mà đi ngược lại với cái lòng tham. Cái lòng tham nó không được đáp ứng, không được như mong muốn của cái tham, thì khi đó thì gọi là sân. Và trong tham này đó thì gồm có cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thì chỉ có cái dục ái đó, cái phản ứng của cái dục ái đó thì mới tạo ra cái sân. Còn cái sắc ái và vô sắc ái đó thì không có. Do vậy đó, đối với một vị thánh tam quả, các ngài sở dĩ mà không còn sân là do vì các ngài đã diệt trừ cái dục ái. Còn đối với cái ái trong cái thiền lạc là sắc giới, thiền sắc giới và vô sắc giới đó, thì cái ái đó nó không có nó không có tạo ra một cái phản ứng ngược lại, tức là không có cái sự sân hận. Cho nên cái sân anh đây đó thì chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà nói về cái trạng thái đó, đó là cái trạng thái của cái tâm sân, đó là tức là không vừa lòng với cái cảnh mà mình gặp, hay là bất mãn với cái đối tượng khi mình gặp, mà sở dĩ mà có cái thái độ đó là do vì cái cảnh đó nó không có như là cái lòng tham mong muốn. Cái lòng tham ở đây chính là cái dục ái mong muốn, cho nên có cái sân. Và sân ở đây đó thì hôm trước khi chúng ta học về tâm sân thì chúng ta đã có đề cập. Ở đây trong sân thì nó có ba cái đặc tính theo sau, tức là cái tật, lận và hối. Cái tật ở đây chính là cái sự ganh tị. Tật là sự ganh tị. Lận chính là cái sự bổn sẻn. Xin lưu ý các vị đó là khi học vi diệu pháp đó, chúng ta có để ý một cái vấn đề, đó là khi mà nói về một cái đặc tính nào đó thì nói đến cái trạng thái của cái đặc tính đó. Và do đó khi mà chúng ta nói đến cái sự trong cái suy nghĩ thông thường ấy, thì có những cái đặc tính mà chúng ta cứ ngỡ rằng nó phải thuộc về cái khác. Ví dụ giống như là ở trong cái tham phần, thì trong đó có cái tà kiến. Thì khi mà nói đến cái tà kiến đó, thì chúng ta liên tưởng đến cái vô minh hay là cái si. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp, khi mà chúng ta học thì chúng ta lại thấy tà kiến thì lại để ở trong tham phần. Tương tự như vậy đối với sân phần, thì trong đó có những cái đặc tính như là cái bỏng sẻn. Sang tham thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái đặc tính này đó là nó phải nằm ở trong cái phần tham, nhưng mà ở vi diệu pháp lại để trong cái phần sân, là do vì ở vi diệu pháp là nói đến cái đặc tính, cái trạng thái của tâm khi đó. Tôi lấy ví dụ như là do vì mình tham, do vì mình rất là ưa thích một cái món đồ quý nào đó, và khi cái món đồ đó mà nó bị hư hao thì hay là ai đã lấy đi cái món đồ đó của mình, hay ai đó đã làm cái món đồ nó hư hỏng, thì mình khởi lên cái sự bực tức.
thì sở dĩ mà có cái sự bực tức đó, đó là do tham. Tuy nhiên cái trạng thái bực tức đó, đó là một cái trạng thái, đó là một cái trạng thái tâm mà khi đó, đó người đang có cái trạng thái tâm đó, đó họ cảm thấy rằng là cái trạng thái tâm đó là một cái trạng thái tâm khó chịu, chứ không phải là một cái trạng thái tâm mà mình ưa thích. Cho nên là khi mà học vi diệu pháp á, là có những cái đặc tính mà trong cái suy nghĩ thông thường á, thì chúng ta vốn nghĩ rằng nó phải thuộc về cái này, thuộc về cái kia. Như ở đây, ở trong cái sân phần á, chúng ta có cái đặc tính là lẫn hay là cái sự bỏng sẻn. Thì nói đến cái sự bỏng sẻn, thông thường mình nghĩ đến đó, đó là một cái lòng tham. Nhưng mà ở vi diệu pháp lại kể đây là cái sân, là do vì khi mà chúng ta có cái sự ganh bị hay là có cái sự bỏng sẻn, thì khi đó cái tâm của người đang có cái trạng thái này đó, là cái trạng thái tâm khó chịu, bất an, nó không có thích thú. Cho nên là khi mà nói về cái đặc tính tâm á, thì có những cái đặc tính mà nguyên nhân là do tham, nhưng mà cái bản chất của nó thuộc về sân. Ở đây chúng ta nhắc lại là cái bản chất của cái lòng tham á, tức là cái sự ưa thích với cái đối tượng mà mình gặp, cái sự dính mắc vào cái đối tượng mình gặp. Trong khi đó, đó là bản chất của cái sở hữu sân á, là bất mãn, không vừa lòng với cảnh. Thì tuy rằng á, khi mà chúng ta đề cập đến cái sự bỏng sẻn á, thì chúng ta liên tưởng đến là đó là một cái lòng tham. Tất nhiên đó là cái sự bỏng sẻn do lòng tham mà có, nhưng mà nói về cái đặc tính của nó đó, nó là sân, là bởi vì khi mà mình khởi lên cái sự bỏng sẻn thì khi đó cái tâm của mình nó không có cảm thấy dễ chịu, nó rất là khó chịu. Giống như là sở hữu tật cũng giống như vậy, khi mà mình đang ganh ghét với ai đó đó, mặc dù cái sự ganh ghét đó nó có từ cái lòng tham của mình mà sinh ra cái lòng ganh ghét, nhưng mà khi mà mình có cái sự ganh ghét ở trong lòng á, thì khi đó nó là mình đang cảm giác là khó chịu. Thì chính vì cái cảm giác khó chịu của cái sự ganh tị và của sự bỏng sẻn, thì cho nên là cái sự ganh tị và bỏng sẻn đó được trong vi diệu pháp đó kể vào cái nhóm sân phần. Thì học vi diệu pháp đó, nó có hai cái vấn đề mà mình lưu ý. Thứ nhất là dù cho có một chút bất thiện tâm thì vẫn kể là cái bất thiện. Một chút hạt bụi thì vẫn kể là hạt bụi. Một chút cái sự dơ bẩn thì vẫn kể là dơ bẩn. Chứ không phải là chúng ta nói chung chung. Giống như hôm trước tôi có ví dụ là cái căn nhà mà khi mà chúng ta quét sạch á, thì tuy rằng có vài hạt bụi á, thì chúng ta vẫn gọi là cái căn nhà sạch. Nhưng ở vi diệu pháp á, thì cứ là còn hạt bụi thì vẫn cứ kể là dơ. Do đó đôi khi có những cái tâm trạng, có những cái tâm thái mà chúng ta cứ ngỡ rằng là khi đó nó thuộc về thiện, nhưng mà trong vi diệu pháp vẫn kể là bất thiện. Đó chính là cái khía cạnh thứ tư của sân phần, là sự hối hận, sân tật lẫn hối. Thì trở lại đó, thì chúng ta đi hôm nay học về sân phần á, là sở dĩ mà tôi dài dòng như vậy đó là để cho các vị học viên chúng ta lưu ý cái cách phân chia của vi diệu pháp. Tức là khi mà nói về sân á, là nói về cái bản chất của cái sự sân hận đó, mà không nói đến cái không có đề cập đến cái nguyên do của cái lòng sân hận đó. Cho nên là có những cái thứ mà có những cái phiền não mà thông thường thì chúng ta cứ kể rằng là tham, nhưng mà ở đây gọi là sân. Cho nên sau này chúng ta học ở trong các cái sở hữu sau thì chúng ta sẽ thấy như vậy.
Trong sân phần này á, là có bốn, gồm có sân tật lẫn hối. Thì sân á, thì chúng ta học rồi. Còn tật á, chính là cái sự ganh tị. Và lẫn á, chính là cái sự bỏng sẻn. Và hối á, chính là cái sự hối hận. Bài học ngày hôm nay thì dễ chứ không có gì. À, có lẽ là nhiều vị Phật tử, nhiều vị học viên ở đây thấy rằng là tại sao mà dùng những cái từ tương đối là nó xa lạ, nó không có phổ biến. Tuy nhiên là chữ tật thì có thể chúng ta có thể thế cái chữ tật bằng cái từ là ganh tị cho dễ hiểu, hay là lẫn á, là mình thế vào đó là cái cách gọi là bỏng sẻn dễ hiểu hơn. Thì thật ra đó, khi mà chúng ta học á, thì chúng ta thấy rằng là ở trong một cái cách dịp ngắn gọn như thế này đó, nó dễ dàng cho người học viên á, họ thuộc lòng. Chúng ta kể là sân phần á, thì có bốn, gồm có sân tật lần hối, các vị cố gắng học như vậy, sân tật lần hối. Chứ nếu mà dịch dài dòng hơn á, nó là cái sự phẫn nộ, là cái sự ganh tị, bỏng sẻn, rồi hối hận á, đôi khi á, là mình học thuộc lòng á, mình khó học. Do vậy ngày Hòa Thượng Tịnh Sự đó, ngày cố gắng dịch làm sao để có thể mà người học viên á, dễ dàng thuộc lòng, dễ dàng nhớ. Và vì cái dụng ý đó cho nên có những cái từ tuy rằng nó có lạ lắm, những cái cách gọi á, nó không có phổ thông, nhưng mà khi mà chúng ta làm quen rồi đó thì việc đó nó dễ dàng trong cái việc học. Và khi mà tôi học, bản thân tôi học á, thì tôi phải học cái khả năng sư phạm của ngày Hòa Thượng Tịnh Sự. Nó là một cái khả năng sư phạm rất là tốt, là bởi vì chỉ có một cái khả năng sư phạm như vậy đó, ngày làm sao ngày để cho những Phật tử, những người học quy diệu pháp mới có những cái khái niệm xa lạ đó dễ dàng có thể thuộc lòng được. Do vậy là ở đây trong cái sân phần này đó, thì chúng ta chỉ có cái bốn cái âm thôi, tức là sân tật lận hối. Cái cách này chúng ta cũng nhớ giống như là chúng ta nhớ về cái bảy cái sở hữu biến hành là xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tận ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, hay là nhớ về cái si phần là si vô tàm vô ý phóng vật, tham tà kiến ngã mạn, sân tật lận hối. Khi mà tôi quen như vậy đó, thì sau này có những cái cách dịch có thể là nó hay hơn, nhưng mà tôi vẫn muốn giữ nguyên như vậy, là bởi vì để cho thứ nhất là bản thân của tôi nó đã quen thuộc lòng như vậy. Vì tôi nghĩ rằng là những vị học viên á, khi mà chúng ta học á, thì chúng ta cũng dễ dàng nhớ. Do vậy ngày hôm nay là do vì bài học dễ cho nên các vị á, và chỉ là việc duy nhất là chúng ta cố gắng là thuộc lòng. Là cái trong cái sân phần này nó thì gồm có sân tật lận hối, sân tật lận hối. Về cái sân á, thì chúng ta sở hữu sân á, thì chúng ta đã ghi về bộ, chúng ta đã biết về bốn cái ý nghĩa thực tính pháp khi học về tâm bất thiện. Thì bây giờ thì các vị ghi về cái chúng ta đã biết, cố gắng viết về học bốn cái khía cạnh thực tính pháp của cái tật lận và hối. Chúng ta có sở hữu tật hữu tật là issa chia ta si ca issa chia ta si ca. Bạch sư không thấy chữ à? Dạ không thấy được hả cô? Dạ. Dạ con thấy. Bên con thấy bình thường. Có bị nào thấy không thấy à? Dạ thấy à? Thấy. Dạ thấy bình thường à sư? Dạ dạ dạ, khi nào mà không thấy được thì các vị hoan hỷ cho biết. Dạ con thấy rồi sư. Dạ dạ. Sở hữu tật á, về cái đặc tính của sở hữu tật thì chúng ta, ở trong cái phần sở hữu này á, các vị Phật tử chúng ta cố gắng là chúng ta
chịu khó viết bài nhiều, bởi vì nhờ cái bốn cái khía cạnh thần tính pháp này á, là để dễ dàng phân biệt cái những cái sở hữu mà cái ý nghĩa nó gần gần với nhau. Và khi mà những cái ý nghĩa mà nó gần gần với nhau đó, thì nhờ khi mà chúng ta so sánh qua cái bốn cái đặc tính này đó, thì chúng ta mới hiểu rõ hơn về ý nghĩa. Do vậy mặc dù tôi biết rằng là các vị viết bài nó hơi mất thời giờ, nhưng mà tôi cũng vẫn cố gắng. Hơn nữa là thì có đôi khi có nhiều cái cách dịch từ các cái bản dịch khác nhau, ví dụ như là dịch từ chữ Thái, dịch từ chữ Anh, rồi dịch từ Bali, vân vân. Cho nên đôi khi các cái tư liệu đó nó hơi lộn xộn một chút, thì tôi cố gắng là làm sao mà để viết lại để cho các vị dễ nắm. Cái đặc tính của sở hữu tật á, tức là cái lòng tật đố hay là ganh ghét. Tật đố, tôi sẽ xài chữ đố kỵ đi dễ. Lòng đố kỵ, đố kỵ hay là ganh tị. Với hạnh phúc của người khác. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta biết nhất quán cho từ trước giờ, gọi là cái chức năng. Nhưng mà ở đây đó thì chức năng gọi là chức năng, hay cũng gọi là cái công việc, hay là cái nhiệm vụ. Do cái việc này tôi có lặp đi lặp lại nhiều lần đó, nhưng mà do vì tùy theo cái mỗi cái sở hữu tâm, mỗi cái đặc tính tâm á, và chúng ta có cái dùng cái từ nào cho nó, từ nào mà các vị dễ hiểu hơn. Thì cái chức năng của cái chức năng của cái sở hữu tật hay là cái sở hữu ganh tị á, là không thích sự thành đạt hay là hạnh phúc. Và cái thứ ba nó là cái biểu hiện. Biểu hiện ở đây là tránh né hay là không muốn thấy người khác hạnh phúc. Ừ.
Rồi cái 4. Cái 4 ngay là ở đây trước giờ đó thì chúng ta vẫn gọi là cái điều kiện cần thiết, là điều kiện để có. Dạ. Điều kiện để có. Điều kiện để có cái sự thật này nó là sự thành đạt của người khác. Cái bài học ngày hôm nay thì thật ra là dễ, là do vì những cái đặc tính này đó thông thường ai mình cũng có thể mình cũng hiểu hết á, cho nên cái bài học ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là không có khó, không có những cái khái niệm lạ. Thì cái sa hữu tật này á, các vị ghi rõ luôn đó là sự ganh tị, ghi rõ là cái sự ganh tị này. Nếu như việc mà quên thì chúng ta coi lại là sự ganh tị. Và khi một người nào mà trong lòng họ nó có một cái sự đố kỵ ganh ghét với ai đó đó, thì khi đó đó cái tâm của họ nó, họ cảm thấy nó không có được an lạc. Khi đó nó mình cái tâm của mình nó cảm thấy khó chịu. Và do việc khi đặc tính của cái sự ganh tị nó làm cho chúng sinh không có an lạc như vậy, cảm thấy là khó chịu, cho nên được kể vào trong cái nhóm là sân phần. Là cái sở hữu thứ ba của cái sân phần là sở hữu lận. Ở đây các vị ghi rõ luôn là chữ mõn xẻng. Chữ Pali là của cha. Nếu bọn sáng cái đặc tính của cái dạ thưa sư con không nghe được ạ. Dạ thưa sư con cũng không nghe được ạ. Dạ không nghe ạ sư. Mạng bên sư đã bị đứng rồi ạ. Hôm nay mạng ở bên Việt Nam, bên chùa Siêu Lý bị yếu do trời mưa. Về, chỗ em cũng bị ngắt nãy giờ 2-3 lần. Các bạn ơi, hình sư có một lộn một chút xíu, sở hữu lận là Macchariya. Chứ sở hữu hối thì nó là Cúc Cú Chá.
Chị viết lại chúng em với. Mình có chat ở trong cái khung chat đó. Bạn chờ mình một chút để mình liên hệ với sư nha. Alo, hiện máy của sư cũng không có tín hiệu luôn. Chị gọi di động hết rồi chị. Di động nó mà máy nó tút 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 hoài à, nó không có tín hiệu luôn. Chị gọi chùa của sư coi. Đang gọi cho di động cho sư nè, nhưng mà nó không có tín hiệu. Dạ. Thôi mình chết ngồi đợi sư thôi. Tại chiều nay mưa ở bên quận 6 rất là lớn, thành ra có lẽ là cái mạng nó bị trục trặc. À, có bị trục điện. À, vậy các bạn hữu ngồi nhẫn nại đợi sư thôi. Chị gọi cho sư tuệ hỏi người ta cúp điện không. Chờ để mình gọi sư tàm nhé. Có điện, còn điện chắc cả bị ọp á. Em nghĩ sư biết mà, chắc sư chết đang cho ai sư vô lại đó. Các bạn chờ chút nha, máy sư tàm có tín hiệu. À, dạ thưa sư, à, sư ơi, bên chùa có... Sư cả nó đang vô lại. Dạ, sư vô lại rồi đó. Sư tàm đang liên hệ với sư. Quý vị hoan hỷ chờ sư trong giây lát. Sư cả nó đang vô lại đó cô. Cô Nhôm ơi. Rồi chờ chút. À. À, xin hỏi các vị có nghe lại được chưa? Dạ, nghe lại được rồi. Dạ. À, chữ Bali này tôi lộn đúng rồi, vị nào nhắc dùng là chắc. Dạ, tốt, tôi lộn cái chữ này. Cái chữ này chữ máy sao đây giá. Dạ, chị Nhung có sửa lại xin dạ. Dạ, chữ máy sao đây giá. Rồi cái thứ bữa nay sau khi về cái internet của nó kỳ quá. Rồi cái thứ ba nó là cái biểu hiện. Cái biểu hiện là không chia sẻ cho ai.
Dạ. Và cái thứ tư á, tức là cái điều kiện, nó có một cái vấn đề đó là do vì á, có khi á, cái Padatthana này á, mình gọi là cái nguyên do đó, thì nó hiểu đúng trong cái dễ hiểu ở trong cái sở hữu này, nhưng mà ở cái chỗ khác á, lại là nó khó hiểu. Cho nên là các vị Phật tử chúng ta lưu ý là mình sẽ linh động cái chỗ này, là ở trong đây chúng ta muốn nói là điều kiện là có thứ muốn chấp giữ, có thứ muốn chấp giữ, thì giữa cái tật và cái lặng á, thì chúng ta ghi theo bài vở thì chúng ta ghi như vậy, nhưng mà để dễ hiểu hơn á, thì các vị chỉ nhớ nó là cái tật á, tức là cái lòng ganh tị á, là hiểu là mình không có muốn người khác được. Và cái lặng á, tức là mình không muốn cái gì của mình đang có bị mất. Và tôi lặp lại, tức là cái tật á, tức là không muốn người khác được. Còn cái lặng á, thì mình không muốn cái mình đang có bị mất. Dạ. Yeah. Đó là hai cái đặc tính của cái tiếp theo ở trong cái sân phần, tức là tật lặng. Dạ. Yeah. Rồi cái thứ tư đó là cái sở hữu hối. Sở hữu hối. Là cái này. Cái sở hữu hối này đó, hay là thông thường chúng ta gọi là cái sự hối hận, hay là cái sự cắn rứt vì một cái việc gì mình đã làm. Và thường thường mình nói rằng là một người họ làm cái việc ác á, mà mình họ biết hối hận á, việc đó là cái việc tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta học ví dụ pháp á, thì cái đặc tính này đó thì lại là được kể vào ở trong cái sở hữu bất thiện, hay nói cách khác đó, tức là được kể vào cái phần xấu. Sở dĩ như vậy đó là do vì khi mà chúng ta cắn rứt ăn năn vì một cái việc ác đã làm, hay là chúng ta hối hận vì một cái việc thiện mình không làm, thì nói theo thường tình á, thì cái việc đó là cái việc tốt. Nhưng mà do vì trong khi mà một người cắn rứt hối hận vì một việc nào đó, thì trong khi đó nó bản thân của người đó nó không có được cái an lạc, cái cảm giác đó là một cái cảm giác khó chịu, cái cảm giác đó nó không phải là thuộc về thiện. Do vậy đó, cái sợ cái hối này nó được kể vào cái sở hữu bất thiện. Và cái phần này nó chúng ta sẽ được chia rõ ràng hơn ở trong cái phần duyên hệ. Cái phần duyên hệ đó là nói cái sự tương quan của các pháp á, nó có nhiều cái sự tương quan, và trong đó có những điều nó thuộc về thiện, như là nhưng mà nó làm cái điều kiện cho bất thiện, và ngược lại đó là nó có những thứ nó thuộc về bất thiện nhưng mà nó làm cái điều kiện tốt quá cho thiện. Thì ở đây đó, cái sở hữu hối đó, tức là cái sự cắn rứt khó chịu, hối tiếc vì một cái việc ác nào đó mình đã làm, hoặc là một cái việc thiện nào đó mà mình đã không làm. Thì về cái phương diện cái sở hữu hối này đó, nó là một cái sở hữu bất thiện, nhưng mà nó làm cái điều kiện cho cái tâm thiện sinh dễ dàng. Nhưng mà nói về cái đặc tính của nó đó, thì nó vẫn làm cho một người đang có cái tâm trạng đó khó chịu. Do vậy đó,
là được kể vào trong cái bát thiện. Nên ở đây giống như là ở trong cái phần cái phần tà kiến hay là cái phần lặng, tức là cái sự bỏng sẻn, thì chúng ta dễ dàng thấy rằng là, chúng ta thấy rằng là nếu mà trong cái suy nghĩ thông thường á, thì cái tà kiến nó thuộc về cái si phần, và cái bỏng sẻn nó như là cái tham phần, và cái sự hối hận, cái sự cắn rứt những cái việc bất thiện mình đã làm, nó giống như là một cái đặc tính tốt, một đặc tính thiện. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp đó, thì ở đây là chúng ta phải đề cập đến cái bản chất của nó. Một cái bản chất như là cái sự bỏng sẻn thì hẳn nhiên là nó do cái lòng tham mà nó có cái sự bỏng sẻn. Nhưng mà khi mà đang bỏng sẻn đó thì cái tâm của chúng sinh khi đó nó không có được an lạc, nó khó chịu. Cũng giống như là mình đang đố kỵ với ai đó, thì khi đó nó mình cũng cảm giác là mình không có an lạc. Rồi khi mà mình hối hận một cái việc gì đó, dù là cái việc hối hận đó nó là cái điều kiện để mình ngăn ngừa những cái ác về sau, hay là cái sự hối hận đó là một cái điều kiện để mà sau này mình làm những cái việc thiện, vân vân, thì mặc dù nó có những cái ý nghĩa tích cực của nó, nhưng mà về bản thân của cái sự hối tiếc đó, cái sự hối hận đó, cái sự cắn rứt đó là chúng sinh khi đó họ cũng đang cảm giác là họ rất là họ khó chịu, họ không có an lạc, họ khổ tâm. Do vậy đó, cái sở hữu hối đó được kể vào ở trong cái sở hữu bất thiện. Thì học vi diệu pháp rồi thì chúng ta lưu ý cái chỗ này. Như vậy thì cái đặc tính của sở hữu bất thiện á, sở hữu bất thiện á, tức là cái sự hối tiếc. Sở hữu bất thiện á, là đặc tính á, là hối tiếc việc đã qua. Trong đó nó là có thể là cái việc mà mình đã làm hoặc là cái việc mình không làm. Rồi cái thứ hai thì cái nhiệm vụ, cái chức năng. Lại không nghe nữa rồi. Dạ, con không nghe thế ạ. Dạ, máy của sư đã đứng hình luôn rồi. Để chờ mình liên hệ lại với chùa nha. Alo ạ. Alo. Bên sư cũng bị rớt à?
Các bạn ơi, mạng của chùa Siêu Lý hiện đã bị rớt rồi ạ. Thôi cố chờ vậy thôi. Cứ ngồi chờ vậy. Mình phải tùy theo duyên thôi. Tại chiều nay bên quận 6 mưa rất là lớn. Cảm ơn chị Nhung nhiều lắm. Không có chi hoan hỷ xa thú. Sa đu. Chị Nhung, chùa Siêu Lý là ở Vĩnh Long phải không chị Nhung? Không, chùa Siêu Lý này là ở quận 6, chùa Siêu Lý Phú Định ở quận 6, còn chùa Siêu Lý ở dưới Vĩnh Long là khác nữa. Ồ. À, hiện, để mình nói các bạn nghe nhé, hiện giờ chùa Siêu Lý Phú Định á, có tổng khai giảng 4 lớp học. Nếu bạn nào có duyên thì liên hệ để mình tham gia các lớp học rất là hoan hỷ. Thì trong đó có lớp Phật học Đại Cương này, có lớp Bali cơ bản từ đầu, rồi cũng có lớp Vipassana từ đầu nữa. Có thầy lớp Bali Anh Văn. Thưa các vị có nghe lại được không ạ? Dạ, nghe lại sư. Chúng con nghe. Dạ. Luôn cảnh rồi ạ. Dạ. Hồi nãy tôi nói đến chỗ nào các vị hả? Tôi nói đến chỗ chức năng đó sư, của sở hữu hối. À dạ, chức năng của sở hữu hối. Vậy thôi bây giờ do vì cái đường nét hay yếu ấy, thì tôi sẽ ghi lại sau. Tức là cái tôi đọc cái vị nào ghi nhanh ghi giúp tôi để khỏi mất cái thời gian khi dạ. Cái chức năng của cái sở hữu hối đó tức là làm cho cái tâm bực bội với cái việc mà mình đã làm. Tức là một người mà khi mà khởi lên cái sự hối hận á, là khi đó nó khiến cho cái tâm của mình là cảm thấy rất là bực dọc. Và đây là cái điều mà dù là chúng ta có hối hận cái việc bất thiện đã làm hay là cái việc thiện không làm, thì luôn luôn cái sự hối hận đó nó làm cho chúng sinh rất là khó chịu. Cho nên cái này là được kể vào ở trong cái sân phần. Và cái sở dĩ cái điều kiện mà có cái sự sân hận, có cái sự ân hận đó là do vì chúng ta đã làm một việc nào đó như là một cái việc bất thiện hoặc là bỏ qua một cái việc thiện. Đó là cái đặc tính thứ tư của cái hối. Và cái thứ hình như tôi share cái màn hình nó làm cái máy tôi chậm được không nhỉ? Hôm nay như do vậy tôi không có share được. Cái phần thứ hai đó là hôn thần. Cái hôn thần đó là hôn đồng thụy miên. Và hai cái đặc tính này nó rất là dễ lầm lẫn với nhau. Và có nhiều cái quyển sách đó là cũng không có phân biệt rõ rạch ròi được cái hai cái đặc tính này. Trước hết đó là cái sự hôn thần á, là các vị trên cái biểu đồ vi diệu pháp đó, các vị hoan hỷ xem là dưới cái dòng dưới của cái sân phần đó thì gồm có hai cái đặc tính, là cái có hai cái vòng tròn đó, cái dòng thứ cái vòng kế cùng á, thì cái hôn phần này thì có hai gồm có hôn trầm và thủy miên. Cái đặc tính của cái hôn trầm đó tức là chính là cái sự lười biếng, không có muốn làm việc. Khi mà một người có cái sự lười biếng, có cái đặc tính hôn trầm đó là nó là người đó không có hăng say, cái tâm nó không có hăng say, nó không có hiếu động.
hay nói một cách thông thường đó, đó tức là cái sự lười biếng. Còn cái thủy miên á, cái thủy miên á, thì khi mà một người khởi lên cái một người, trong cái tâm một người mà có cái sở hữu thủy miên á, thì nó tác động cho cái thân thể, cho cái cơ thể sinh lý của người đó trở nên là buồn ngủ. Và nói về cái tâm lý đó, thì cái thủy miên á, cái phần này vị nào ghi kịp thì ghi, chúng ta sẽ học ở trong cái phần sở hữu, cái phần lộ trình tâm. Tức là cái đặc tính của cái thủy miên á, là khiến cho tâm á, là không có muốn bắt cái cảnh khách quan, và tâm sẽ làm cho tâm rơi vào hữu phần, rơi vào hữu kiếp. Do vì tôi không có biết được nữa, cho nên là các vị nào có học rồi đó thì chúng ta biết, chúng ta biết cái phần này. Còn quý học viên nào mà chưa có học á, thì chúng ta cứ biết để đó, rồi sau này chúng ta sẽ hiểu sau. Tức chỉ nói đại khái như thế này, trong một cái lộ trình tâm á, thì nó có những cái tâm gọi là cái tâm hữu phần hay là cái tâm hộ kiếp. Và cái tâm này đó, nó có vai trò nó giữ gìn liên tục cái tâm thức của chúng sinh. Còn cái tâm mà cái tâm khách quan á, tức là cái tâm mà khi mà nó nhận biết cái cảnh bên ngoài. Tôi ví dụ giống như là chúng ta dùng cái phone, thì khi mà chúng ta không có điện thoại, chúng ta không có làm việc với cái phone đó, nhưng mà cái phone đó vẫn chưa có tắt nguồn, thì cái phone đó mặc dù cái màn hình nó tắt nhưng mà nó vẫn liên tục để nó sẵn sàng nó nhận khi mà có phone gọi tới. Nó khác với cái chiếc phone mà chúng ta tắt luôn cái, khác với cái phone mà hết pin hay là chúng ta tắt cái nguồn. Thì cái trong cái lộ trình tâm á, thì một chúng sinh á, mà không phải trường hợp của một vị thánh nhập thiền diệt, tức là cái tâm nó vẫn còn, thì nó giống như là cái phone trong cái tình trạng mà chúng ta không dùng tới, nhưng mà nó vẫn có, nó vẫn sẵn sàng, nó làm việc khi mà chúng ta chạm vào nó hay có các cái cuộc gọi tới. Và ở những khi mà cái tâm mà không làm việc, nó rơi vào cái hữu phần đó, chẳng hạn giống như là chúng ta ngủ, thì cái sở hữu thị miên này á, nó có cái vai trò là nó tác động về cái thân sinh lý của chúng sinh đó. Khi đó là chúng ta cảm thấy là chúng ta buồn ngủ, và tâm khi đó nó là không có muốn nghĩ ngợi đến cái cảnh nào hết, mà nó co rút lại, nó thụ động. Như vậy thì cái hôn trầm á, là cái trạng thái là lười biếng. Còn cái thủy miên á, là cái trạng thái cũng là một cái trạng thái tâm không có lui sụp, không có muốn làm việc. Nhưng mà cái thủy miên nó còn tác động cái thân sinh lý để chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta buồn ngủ. Và do đó là có đôi khi là có những người họ cứ nghĩ rằng là cái thủy miên này á, nó là một cái loại sắc pháp. Nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì cái hôn trầm và thị miên á, nó là một cái loại phiền não. Và đối với một cái phiền não là một trong những cái điều kiện mà một người tu tập là phải diệt trừ. Nó khác với cái sắc pháp, nó không phải là cái đối tượng mà một người tu tập hướng đến để mà mình trừ diệt. Do đó là cái thị miên này đó là nó chỉ là một cái trạng thái tâm, mà cái trạng thái tâm này nó tác động ngoài cái tâm lý của chúng ta không có muốn làm việc, mà nó tác động luôn cả cái thân sinh lý của chúng ta, nhưng mà chúng ta rơi vào một cái trạng thái khi mà có cái tâm này đó, thì cái sinh lý của chúng ta là muốn là chúng ta muốn buồn ngủ. Và khi đó cái giai đoạn mà chín mùi của nó là một chúng sinh nó rơi vào hữu phần, tức là rơi vào cái giấc ngủ. Rồi cái cuối cùng là cái hoài nghi. Cái hoài nghi thì chúng ta cũng học ở trong cái siêng hoài nghi. Thì cái hoài nghi này á, không phải là cái hoài nghi thì nó có nhiều loại, gọi là cái hoài nghi thông thường, như là chúng ta không nghe một cái tiếng người chuông cửa thì chúng ta không biết rằng là ai đi đến, vân vân, thì đó là cái sự hoài nghi thông thường. Còn cái hoài nghi mà cái hoài nghi kể vào cái sở hữu hoài nghi đó, là cái sở hữu, cái sự hoài nghi đó nó ảnh hưởng đến cái quan điểm hành động của mình,
chẳng hạn giống như là chúng ta hoài nghi rằng là cái việc này đã không biết rằng là thuộc về thiện hay là ác, hay là chúng ta hoài nghi về cái con đường tu tập, hay là chúng ta hoài nghi về những cái pháp hành, chẳng hạn giống như là vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta biết hoài nghi rằng là không biết rằng là phải là tất cả mọi hiện hữu nó đều là vô thường, hay là nó có cái vô thường, có thứ không vô thường, hay là có thứ khổ, có thứ không khổ, hay có thứ thuộc về bản ngã, hay là cái thứ vô ngã, vân vân. Thì chỉ những cái hoài nghi mà nó làm thay đổi cái quan kiến của mình, cái tri kiến của mình và cái hành động của mình, thì khi đó đó thì cái hoài nghi đó mới được kể vào cái sở hữu hoài nghi này. Thì ngày hôm nay đó là do vì đường truyền của chúng ta nó là, tôi nghĩ là của chung chứ không phải của riêng của tôi, thì nó hơi kém một chút, các vị cố gắng và các vị ghi bài. Thì ở trong cái sở hữu bất thiện này là những cái đặc tính mà đi theo với cái tâm bất thiện. Như vậy thì cái tâm, khi mà nói đến một cái tâm bất thiện á, thì chúng ta việc đầu tiên chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nghĩ đến là nó có hai. Thứ nhất là những cái đặc tính chung, thì gồm có đặc tính tợ tha, tức là những cái sở hữu tợ tha đó. Rồi cái phần thứ hai đó là cái phần sở hữu bất thiện. Và ở trong cái sở hữu bất thiện đó thì có những cái sở hữu bất thiện mà cái tâm bất thiện nào cũng có, đó là si phần. Và chính điều này, cái sở hữu si phần được gọi là sở hữu bất thiện biến hành. Và đối với các cái phần còn lại của cái sở hữu bất thiện đó, thì gồm có tham phần. Thì cái tham phần này á, là chỉ nếu có thì chỉ có ở trong tham thôi, chứ không có tâm sân và si. Rồi đối với những cái đặc tính, những cái sở hữu được kể thuộc về sân phần, thì cái sân phần này đó là chỉ có thể nếu có thì có ở trong cái tâm sân thôi, chứ không có ở trong các cái tâm tham và tâm si. Riêng về cái hai cái hôn phần, tức là hôn trầm và thủy miên đó, thì cái hôn trầm và thủy miên này đó là chỉ có đối với những cái tâm nào mà không có hăng hái đối với cảnh, tức là những cái tâm hữu trợ, thì khi đó nó mới có cái sở hữu hôn phần. Rồi còn đối với những cái riêng về đối với sở hữu hoài nghi đó, thì nó chỉ có mặt ở trong cái tâm si hoài nghi thôi. Thì do vì cái đường nét ngày hôm nay tôi không biết là tôi giảng bài các vị có nghe rõ hay không nữa, rồi các vị hoan hỷ là ngày hôm nay tôi không có share bài được, bởi vì mỗi vài lần mà tôi share bài như vậy đó, thì có vẻ giống như là cái đường nét nó không có tốt. Các vị còn nghe được không ạ? Dạ, nghe được ạ. Dạ, được ạ. Dạ, xin sư viết bổ túc thêm cho chúng con là nãy sư thiếu về cái sở hữu hối, về cái sự biểu hiện. Và sư xin viết thêm về sự đặc tính có, nhưng xin sư viết thêm về chức. Hồi nãy tôi viết tới đâu rồi anh nè. Bây giờ tôi đọc các vị viết nha. Dạ sư mới đọc tới nhiệm vụ, sư còn biểu hiện với lại điều kiện thì chưa sư. Cái sở hữu hối nữa hả? Dạ. Cái biểu hiện của sở hữu hối đó là cái sự ân hận ở trong tâm. Dạ, sự ân hận trong tâm. Còn cái điều kiện của nó tức là những cái việc mà mình những cái hành động đã qua. Và những cái hành động đã qua thì trong đó nó có những cái việc bất thiện mà mình đã làm, hoặc là những cái việc thiện mà mình không làm.
Thì ở đây cái sở hữu hối nó có một cái là hồi nãy tôi có nói đến là các vị lưu ý là mặc dù đôi khi cái sở hữu hối nó thực của nó, chẳng hạn giống như là một người làm một cái việc ác mà người đó biết hối hận thì cái việc đó là tốt, nhưng mà khi mà người đó đang hối hận thì khi đó là cái tâm người đó không có an lạc. Thì chính vì cái điều đó mà ở trong quy diệu pháp đó, thì khi một cái trạng thái tâm như vậy đó, nó làm cho chúng sinh nó đang khổ, thì người nào mà đang hối hận về cái chuyện nào đó, đó thì người đó trong cái tâm lý của họ là lúc họ đang khổ tâm. Thì do vì cái đặc tính nào mà làm cho chúng sinh cảm thấy là bất an, khó chịu, thì cái đặc tính đó được kể vào cái đặc tính bất thiện. Cho nên là các vị cũng không có thắc mắc rằng là tại sao mà cái hối này nó được kể vào ở trong cái bất thiện. Thì sở dĩ mà chúng ta học vi diệu pháp và sau này chúng ta còn phải học nhiều nhiều cái khía cạnh khác đó, là bởi vì để hiểu rằng là ở trong cái vạn pháp đó nó có nhiều cái cách tương quan với nhau, trong đó có cái duyên sinh, trong đó có cái duyên hệ. Thì thật sự thì tôi rất là muốn là có một cái lớp học về cái duyên hệ. Thì tôi mong rằng là làm sao tôi cố gắng và tôi hướng dẫn các vị Phật tử học viên ở đây đó, là để chúng ta có những cái kiến thức căn bản về vi diệu pháp, thì sau này nó sẽ học về cái phần duyên sinh và phần duyên hệ, đó là những cái phần rất là quan trọng ở cái vi diệu pháp. Thì hôm nay tôi cũng xin thông báo rằng là do vì vài hôm nữa tôi có việc tôi ra ngoài Bắc, và khi đó không biết rằng là vào cái ngày thứ tư đó tôi không biết rằng là tôi có vào lớp được hay không. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng, và tôi vẫn cố gắng là ở trong một cái điều kiện có được, bởi vì hiện nay chúng ta đi đâu thì hầu như cũng có internet. Thì tôi chỉ nói phòng ngừa rằng là nếu ngày hôm đó mà tôi không có vào được thì các vị hoan hỷ là chúng ta sẽ nghỉ trong cái ngày hôm đó, nhưng mà tôi tin rằng là tôi vẫn có thể tôi cũng vẫn có thể dạy học khi mà tôi ra ngoài Bắc. Dạ. Và giờ này thì ngày hôm nay các vị hoan hỷ chúng ta nghỉ sớm. Tại tôi nghĩ rằng là cái phần sở hữu này nó cũng không có gì nữa các vị thắc mắc. Và nếu mà các vị nào có cái câu hỏi nào đó thì các vị gửi cái câu hỏi sau. Do vì ngày hôm nay tôi có một cái số việc riêng, cho nên chúng ta kết thúc lớp học ở đây. Thì cũng tiếc rằng là trong cái buổi học ngày hôm nay thì do vì một vài lý do mà tôi không có thể tự trình bày cái bài học tốt cho các vị. Dạ, chúc các vị an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính tri ân sư. Con kính tri ân sư ạ. Con chào sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con cảm ơn. Dạ, chào các vị. Chúng con kính tri ân sư ạ.